Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay sẽ là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 11 tháng 7 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 20 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 14 người, bị thương 20 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 11.356 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, bắt đầu từ hôm nay, 11 tháng 7, thành phố sẽ sử dụng đường dây nóng 0438 445566 để tiếp nhận thông tin phản ánh về các sự cố hạ tầng công cộng trên địa bàn, trong đó có sự cố về giao thông. Thông qua đường dây nóng mới và duy nhất 0438 445566, người dân có thể cùng với cơ quan quản lý nhà nước phát hiện sự cố giao thông để phản ánh, đồng thời giám sát quá trình xử lý sự cố của các đơn vị liên quan đến hạ tầng giao thông như sự cố hỏng đèn tín hiệu, sự xuống cấp của các tuyến đường vỉa hè, cây xanh gãy đổ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân gọi đến đường dây nóng này sẽ được miễn phí cuộc gọi. Trước đó, mô hình đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật đã được áp dụng thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và thu được nhiều thành công. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2014, các hãng hàng không Việt Nam có tỷ lệ chậm và hủy chuyến trên tổng số chuyến bay chiếm tới 25%. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không xây dựng ngay chế tài xử lý, thậm chí có thể rút giấy phép kinh doanh. Đại diện Cục Hàng không cho biết, nguyên nhân chậm hoặc hủy chuyến có nhiều như tình trạng kỹ thuật, hãng hàng không chi phí thấp, không bố trí tàu bay dự bị, hỏng hóc gây chậm kéo dài, lập kế hoạch bay không chính xác, tắc nghẽn cảng, v.v. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải không đồng tình với những nguyên nhân được đưa ra. Bộ trưởng cho rằng, trách nhiệm trong chậm, hủy chuyến trước hết thuộc về cơ quan quản lý nhà nước như Cục Hàng không, Vụ Vận tải, Tổng Công ty Quản lý Bay, chưa vì quyền lợi khách hàng. Do đó, các đơn vị phải làm kiểm điểm rõ trách nhiệm với việc chậm và hủy chuyến trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, phải có chế tài xử lý và cao nhất là rút giấy phép kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép hơn 7.100 semi-remote các loại được phép tăng tải trọng khi tham gia giao thông. Đây là biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho phép điều chỉnh tăng tổng tải trọng cho phép tham gia giao thông lên 33 tấn đối với 3.465 semi-remote 20 chở container và lên 38 tấn đối với 3.640 semi-remote 30 chở container với điều kiện không vượt quá tổng tải trọng thiết kế của phương tiện. Quy trình này được xuất phát từ tình trạng trước đây, các doanh nghiệp nhập khẩu được sản xuất các loại semi-remote để thỏa mãn nhu cầu của hành khách, nhằm chở được nhiều loại hàng hóa như sắt thép, vật liệu, container. Tình trạng này dẫn tới việc các phương tiện không được thiết kế tối ưu, thiết kế phân bố khối lượng lên mâm kéo của xe đầu kéo thấp, phần lớn tải trọng lại dồn vào cụm trục sau dẫn đến quá tải trục. Vào khoảng 19:45 ngày hôm qua, mùng 10 tháng 7, tại km 674+600, quốc lộ 1A, đoạn qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 4 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe mô tô mang biển kiểm soát 73N10516 điều khiển chở theo 3 cháu nhỏ. Khi đi đến địa điểm trên, đã đâm trực diện vào xe máy đi ngược chiều mang biển kiểm soát 73G1111119. Trên xe lúc này có 2 người. Cú đâm mạnh trực diện khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người khác được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, sáng nay Cục Hàng không Việt Nam vừa có kết luận điều tra về sự cố đưa nhầm khách đi Đà Lạt tới Nha Trang của Vietjet Air vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Theo đó, cục này đã quyết định kỷ luật hàng loạt cá nhân liên quan.
Sau khi thành lập tổ điều tra sự cố, Cục Hàng không Việt Nam đã khẳng định nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố bay nhầm ngày 19 tháng 6 vừa qua của Vietjet Air là do hãng này chưa triển khai đồng bộ việc thay đổi kế hoạch bay đến tất cả các đầu mối liên quan. Tổ bay không nhận được kế hoạch khai thác thay đổi nên vẫn chuẩn bị và thực hiện chuyến bay Hà Nội Cam Ranh theo đúng kế hoạch bay không lưu đã được chấp thuận và còn hiệu lực. Cùng với kết luận trên, Cục đã đình chỉ giấy phép lái tàu bay của cơ trưởng, cơ phó và đình chỉ công việc của tiếp viên trưởng với thời hạn 30 ngày để Vietjet thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm và huấn luyện lại các quy trình khai thác và kỹ năng phối hợp của tổ bay. Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã kiểm điểm trách nhiệm phó giám đốc trực chỉ huy khai thác khu bay sân bay quốc tế Nội Bài, đình chỉ công việc đối với trưởng và phó trưởng cơ sở thủ tục bay Nội Bài trực chỉ huy đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2014. Đình chỉ giấy phép đối với nhân viên thủ tục bay của cơ sở thủ tục bay Nội Bài. Cục Hàng không Việt Nam cũng tự kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan về công việc giám sát, việc lập và triển khai kế hoạch bay tại cảng hàng không, cũng như việc thanh tra bay đối với hãng hàng không. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết cơn mưa kéo dài gần 1 giờ trong sáng ngày hôm nay, 11 tháng 7, đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập nặng, phương tiện không thể lưu thông. Do lượng mưa lớn diễn ra trong thời gian ngắn, lúc mưa to nhất là 30mm trong vòng 20 phút, nên tại thời điểm mưa đã xảy ra úng ngập tại một số vị trí như ngã tư Phan Bộ Châu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Quyến, Cao Bá Quát, Phùng Hưng, Thụy Khuê, ngã tư Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, ngã tư Phan Huy Ích, Nguyễn Trường Tộ với mức độ sâu từ 0,1 cho đến 0,3m. Thời điểm xảy ra mưa lớn, công ty thoát nước Hà Nội đã chủ động giữ mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ ở mức thấp nên là nước đã thoát được nhanh. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống. Đến thời điểm 12 giờ trưa, các vị trí úng ngập đã cơ bản rút nước, giao thông đi lại được bình thường. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, duy trì hoạt động của trạm kiểm soát tải trọng xe 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Riêng các đối tượng cố tình hủy hoại, phá trạm cân thì sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng cò, môi giới dẫn xe trốn tránh việc kiểm soát và xử lý đối tượng chống đối, phá hoại trạm kiểm soát tải trọng xe. Bên cạnh đó, kiên quyết chấm dứt tình trạng xe chở hàng quá tải, gây mất an toàn và phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm chở hàng quá trọng tải lưu thông trên địa bàn. Trước đó, tại các địa phương như Hải Phòng, Hải Dương và Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng lái xe quá tải, không chấp hành hiệu lệnh của thanh tra giao thông vận tải, cố tình đâm xe vào trạm cân lưu động, gây hư hỏng, ước tính thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng sẽ phối hợp với Phòng Quản lý Sát hạch và cấp giấy phép lái xe, rà soát và tổng kiểm tra bằng lái của lái xe ở tất cả đơn vị xe buýt. Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc rà soát, tổng kiểm tra bằng lái là việc làm rất cần thiết, nhất là trong điều kiện chất lượng dịch vụ xe buýt ngày càng đi xuống, gây bức xúc cho hành khách. Cũng theo ông Cang, việc kiểm tra bằng lái sẽ được tiến hành ở 100% các đơn vị, tuyến xe có trợ giá và không trợ giá trên toàn địa bàn thành phố. Đáng chú ý, trước đó qua kiểm tra, thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố đã phát hiện ở một số đơn vị xe buýt có 17 người lái sử dụng bằng lái có dấu hiệu giả hoặc không hợp lệ. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tránh thanh tra sở tiếp tục làm rõ hành vi này để xử lý. Các đơn vị xe buýt cũng đã được yêu cầu phải chấm dứt ngay việc sử dụng số lái xe vi phạm, được cho là tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những thông tin về lịch bay hàng không trong ngày.
rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này đã là hơn 3 tháng kể từ khi các tỉnh, thành phố mở cao điểm xử phạt xe quá khổ quá tải bằng trạm cân lưu động. Nhưng có một thực tế đó là vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Câu hỏi đặt ra là phải chăng hoạt động cân xe chưa đem lại hiệu quả? Phải chăng vẫn còn những lỗ hổng trong quản lý, giám sát hoạt động cân xe khiến cho các phương tiện vi phạm vẫn có thể ngang nhiên lưu thông trên đường? Ghi nhận của phóng viên VTC14 trên tuyến quốc lộ 1A. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 88C04793 của tỉnh Vĩnh Phúc chở xi măng rời. Đến địa phận tỉnh Ninh Bình, sau khi được kiểm tra bằng trạm cân lưu động, xe bị phát hiện chở vượt tải đến hơn 90%. Lái xe cho biết, xe chủ yếu chạy vào thời điểm buổi trưa, chiều tối hay đêm khuya, và khi lực lượng làm nhiệm vụ đổ ca trực nên đã dễ dàng vượt qua các trạm cân và lưu thông tới Ninh Bình. Thực ra là bọn tôi, cái thứ nhất là cái đi hàng này thì thực ra là cũng không mấy khi ai đã, từ ngày bắt đầu cấm thì đến giờ là cũng không dám đi quá tải nhiều. Đấy, thật sự là có điều là cái xi rời thì nó không như cái xi đóng bao. Có thể là nó sẽ vênh nhau vài tạ hoặc một tấn, chẳng ví dụ thế. Chứ thực chất là đi nhiều thì cũng không dám đi đầy. Còn tại tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa, kiểm tra chiếc xe container biển kiểm soát 51C15714, lực lượng chức năng phát hiện xe chở quá tải 10%. Tuy nhiên, tài xế một mực phản đối lỗi vi phạm với lý do xe trước khi rời bến bãi đã cân và chở đúng tải. Lên một lần nữa mà nếu như số cân chính xác thì em chịu. Em mới điện bên chủ hàng làm việc chứ em không có chịu trách nhiệm. Tại em chở hàng đủ tải mà. Người ta bao xe em đủ tải đâu, em đâu có thừa chở quá tải được. Đang nói, sau lần kiểm tra thứ hai, chiếc xe container do tài xế 10 điều khiển vẫn cho kết quả vượt tải trọng cho phép. Đây chạy chứng ví kiếm tiền giàu thôi. Còn nếu như mà bị phạt ấy, phạt ai mà chở nhiều nặng thì phạt thì đâu còn nở cước. Bây giờ cước đâu có cao đâu. Dạ. Tụi em lái xe, tụi em chỉ chở đủ tải thôi, không bao giờ chở quá tải. Quá tải ra mình lái tụi em chứ đâu có được cái gì đâu. Cái đầu tiên là vì mục đích lợi nhuận. Thực ra đối với người lái xe ấy, thì người ta chỉ là nhiệm vụ chở thuê thôi. Thế còn cái lợi nhuận và lẽ ra cái cùng cái khối lượng hàng hóa đó người ta phải chở làm hai lần với hết, thì bây giờ nếu chở quá tải thì chở một lần hết, thế lợi nhuận này thì đương nhiên là rơi vào với lại ông chủ với hay là doanh nghiệp. Thế còn người lái xe thì chỉ chấp hành chúng tôi qua cái xử lý thì người lái xe bảo em chả có tội lỗi, thì em chỉ biết là chở hàng thế thôi. Cũng theo ông Minh, sau 3 tháng mở cao điểm cân xe, tình trạng vi phạm tải trọng đã giảm hẳn. Vậy nhưng, số lượng phương tiện vi phạm chở quá tải vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, lên tới khoảng 20%. Ngày họ thấy rằng là chở thì cái việc là cũng thấy bình thường và trở thành một cái thói quen. Thế do đó để trở thành bây giờ thay đổi cái thói quen đó của người điều khiển phương tiện và buộc anh có ý thức là chở đúng tải trọng. Hai là tác động vào ngay cái đối tượng là chủ doanh nghiệp, chủ hàng. Đấy, thì cái này cần phải có những cái giải pháp tức là mạnh mẽ hơn. Cân xe và xử phạt xe quá khổ, quá tải là giải pháp để ngăn ngừa tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp, hư hỏng và tai nạn nghiêm trọng. Tuy nhiên, hiệu quả của giải pháp này đến đâu thì hiện Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa có những đánh giá cụ thể. Chỉ biết rằng sau 3 tháng triển khai, những tuyến cao tốc hay những tuyến đường mới vừa xây dựng vẫn xuất hiện tình trạng xuống cấp, vết lằn bánh xe, mà nguyên nhân thì lại được các đơn vị quản lý đường lý giải là do xe quá tải gây ra. Bản tin giao thông an toàn ngày 11 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.